Mở đầu bộ anime là một đêm pháo hoa rực rỡ, nhưng dưới ánh sáng đó, trên Hernet cùng Chris Diskin đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau mặc dù hai người đang là đồng đội. Đó là tương lai gần, trở về với hiện tại, cả hai đang làm việc cho một tổ chức săn lùng tội phạm có tên Kronos Number. Nam chính của chúng ta trên Hernet, biệt danh là mèo đen xuất hiện như một cơn gió trước mặt Chris. Trên nhanh chóng hạ gục những kẻ đang bảo vệ mục tiêu rồi tiếp cận hắn, khi nhận ra con số 13 xăm trên ngực của trên và khẩu súng cũng là lúc hắn về với tổ tiên. Man trình diễn của tên làm Chris phát cuồng, cậu trở về và báo cáo lại nhiệm vụ cho tổ chức. Hội đồng rất hài lòng với cách làm việc của trên và giao cho cậu nhiệm vụ mới. Mục tiêu lần này của trên là một tên tội phạm tống tiền và buôn ma túy nhưng lại trở thành một chính trị gia. Còn đây là Sven, cựu nhân viên FBI nhưng giờ là một thợ săn tiền thưởng. Tên này cũng là mục tiêu của anh. Trên cũng đi kiểm tra mục tiêu của mình. Thế giới ngầm gọi trên với biệt danh mèo đen vì cậu rất thích nuôi mèo. Khác với trên thì Sven buộc phải bắt sống tên này mới nhận được tiền thưởng. Hôm nay là buổi lễ nhậm chức của hắn, Sven đang tính thời cơ để bắt sống thì lọt vào ánh mắt của cô bé tóc vàng. Anh gửi lời chào hỏi cô bé nhưng lại nhận về gương mặt rất là lạnh lùng khiến Sven bị quê. Tên chính trị gia sau đó giới thiệu người vợ sắp cưới của mình, Sven thì bị một tên say rượu cà khịa. Anh vào nhà vệ sinh tháo bịt mắt ra và lau rượu dính trên mặt. Tên chính trị gia lúc này theo sau Sven, bằng con mắt nhìn thấy tương lai gần, anh thấy cảnh tên này sẽ bị trên ám sát sau 5 phút nữa. Sven lo lắng vì tiền thưởng bị lấy mất anh bí mật theo sau để quan sát hắn cùng vệ sĩ nhưng bị một tên phát hiện và chặn lại. Vì có mắt tiên tri vừa dùng tốn rất nhiều sức nên Sven phải dùng khí gây mê trong vali để hạ tên này. Sven nhìn xuống đồng hồ thì thấy còn 2 phút nữa, anh quan sát hội trường và cố nghĩ xem sát thủ sẽ ra tay với tên chính trị gia bằng cách nào. Sven lúc này đã tính đến nước hạ gục các vệ sĩ của mục tiêu, sau đó thì bắt sống hắn và trốn đi nhưng không đủ sức. Còn đang mải suy nghĩ thì Sven nhận ra cửa sổ ở tầng trên đã mở từ lúc nào, trên lúc này từ bên ngoài đột nhập vào hội trường phía sau lưng Sven. Trên nhanh như một cơn gió phóng vụt qua chỗ Sven, cậu lên lỏi trong hội trường còn tên chính trị ra thì tiếp tục phát biểu. Sven đuổi theo và dùng lưới trong vali để chặn trên nhưng dính phải tên say rượu. Trên nhanh chóng hạ gục vệ sĩ đang bảo vệ mục tiêu và kề súng vào lưng hắn. Tiếng đạn vang lên trong hội trường, vợ sắp cưới của hắn thì sợ hãi còn tên này đã cầm chắc cái chết. Trên trở ra bên ngoài khi trong hội trường vẫn còn tiếng la hét, Sven theo sau và hỏi tại sao cậu lại giết hắn mà không tó sống. Cả hai bất ngờ bị một chiếc boomerang tấn công tên vệ sĩ khi nãy đã theo sau trên để trả thù cho chủ nhân. Tên này múa cũng rất ghê và để lại một vết thương trên mặt của Thuyên, nhưng cậu chỉ khống chế hắn rồi bỏ đi. Sven vẫn muốn đuổi theo nhưng mất dấu. Chris xuất hiện và nói Thuyên có thể tha thứ cho mày nhưng tao thì không. Sven đem câu chuyện kể với người bạn của mình. Khi nghe tới hình xăm số 13 cùng tổ chức Kronos thì cũng nhận ra đó là trên. Ông ta cảnh báo Sven rằng kẻ nào là mục tiêu của mèo đen thì sẽ không được phép tồn tại. Còn trên lúc này thì nhớ về quá khứ đau thương của mình cả gia đình trên đã bị một kẻ bí ẩn sát hại. Cậu nhớ lại những kẻ mình đã từng giết và cách cậu trở thành sát thủ của Kronos. Một tiếng hát bất ngờ đánh thức trên, cậu quay qua nhìn thì thấy tiếng hát từ một cô gái đang ở rất gần mình. Cô gái tiến lại chỗ của trên, cô thản nhiên uống hết bình sữa mà không biết trên dùng nó để chăm mèo. Thấy trên có vẻ lạnh lùng ít nói, cô gái giới thiệu mình tên là Saya và là một thợ săn tiền thưởng. Trên lúc này vẫn đang suy tư không chịu mở lòng, Saya liền uống nốt chai sữa của trên rồi sau đó nói lời tạm biệt cậu sven thì quay lại quán ăn hôm qua nhưng anh không có tiền để gọi món vì mục tiêu hôm qua đã bị mèo đen lấy mất đây là tên mới được truy nã ở hội thợ săn khi nhìn thấy tên này thì ai cũng ngán ngẩm còn saia thì tự tin bước vào cô nhận lấy nhiệm vụ khiến mọi người trầm trồ sven thì lúc này mới đến nơi định kiếm một tên để bắt sống kiếm ăn qua ngày thì bị thằng khác xì mất sven trở thành trò cười cho hội thợ săn một cô gái chạy từ bên ngoài vào và tìm sự giúp đỡ của tên kia hắn ngay lập tức bị hạ đo ván còn cô gái thì bị nhóm người lạ dẫn đi Người đẹp bị cưỡng bức trước mặt khiến Sven không thể làm ngơ. Anh hạ đẹp những tên này rồi dùng lưới trói chúng lại và dẫn cô gái đi. Cô gái đãi Sven một bữa ăn sau một ngày dài nhịn đói. Nhưng bà chủ quán nhận ra cô gái cùng những tên kia vừa dàn cảnh để móc túi tên vừa nãy. Cô gái muốn Sven giúp mình một việc. Phía bên này thì đồng đội trong tổ chức bí mật gặp trên. Anh ta giao nhiệm vụ mới cho cậu. Cô gái vừa nãy muốn dùng một số tiền lớn để nhờ Sven cứu em gái mình. Cô bé là người xuất hiện trong bữa tiệc cạnh một kẻ buôn lậu tên là Rodman. Sven ngay lập tức nhận kèo làm cô gái sung sướng. Trên lại lên dân thượng và chăm mèo như mọi tối cậu thường làm. Saya bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu. Cô nói vì nhớ trên nên lại đến đây rồi cầm chai sữa mèo lên uống. Saya hỏi có phải trên dùng sữa để dụ mình đến. Còn cậu nói với Saya bộ đồ cô mặc trông có vẻ kỳ quặc làm Saya giận dỗi. Saya còn quay vài vòng nhưng trên cũng không thèm khen. Cô khoe với trên mục tiêu mới của mình. Tên này nguy hiểm nhưng đáng giá rất cao. Trên lo lắng cho Saya nhưng cô vẫn tự tin chính mình có thể hạ hắn và kiếm được tiền thưởng. Một mình Saya tiến vào hang ổ của tên này, trên thì đứng trên cao để quan sát. Saya gặp những nạn nhân của tên truy nã, hắn nhận ra Saya và nói cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Khả năng của hắn là làm tan chảy bất cứ thứ gì chạm vào, hắn thò tay qua bức tường tới chỗ của Saya, bức tường lập tức bị tan chảy. Hắn liên tục tấn công Saya nhưng cô chỉ dùng thể thuật để đấu với hắn chứ không dùng súng khi tên này chuẩn bị chạm tay vào saia thì trên xuất hiện nhưng đạn của cậu thì không có tác dụng với hắn trên đánh lạc hướng hắn còn saia bắn lên trần nhà làm rơi miếng bê tông trúng đầu tên này hắn bị cảnh sát bắt sau đó saia mở lời cảm ơn trên vì đã tới giúp mình vì bận giúp saia nên một người trong tổ chức xuất hiện hắn trách trên đã lờ đi nhiệm vụ của tổ chức sven lúc này cũng đã lên đồ có vẻ lần này cả trên lẫn sven đều hướng tới một mục tiêu sven với cô gái cùng tới căn biệt thự nhưng trên lúc này thì đã nhanh hơn một bước hai người nhận ra những kẻ canh gác biệt thự đều bị đánh ngất, cả hai đi lên tầng trên thì gặp trên đang chia súng vào cô bé mục tiêu của mình. Sven cùng cô gái xin trên hãy dừng lại. cậu nói rằng đây là công việc của mình. đúng lúc này thì người của Rothman cùng hắn xuất hiện. hắn ra lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt hết tất cả. Sven dùng vali của mình phát ra ánh sáng làm chói mắt bọn chúng rồi nhảy ra ngoài. trên cũng hạ vài tên để yểm trợ cho Sven rồi thoát ra ngoài ngay sau đó. sáng hôm sau, Sven hỏi cô gái có thực sự là chị gái của cô bé không và muốn cô nói ra sự thật. Anh hỏi tại sao trên lại muốn lấy mạng cô bé. Cô gái lúc này thừa nhận mình là một đạo trích tên là Rinset Walker. Rins nói cô bé tên là Eve và cũng là một vũ khí sinh học. Ruthman đã lấy cắp được công nghệ từ quân đội và giờ hắn biến cô bé thành vũ khí để phục vụ cho mình. Khả năng của Eve là biến hình cơ thể để tạo ra vũ khí. Ruthman thì đang chừng trị thuộc hạ vì để kẻ khác đột nhập vào biệt thự. Hắn ra lệnh cho Eve lấy mạng tên này, nhưng cô bé nói đó không phải là con mồi mà mình muốn săn đuổi. Kim bảo với Rotman sẽ tự đi tìm mục tiêu cho mình rồi bỏ ra ngoài. Rothman mừng thầm khi vũ khí của mình đã mạnh lên. Cô bé phá bỏ bức tường của căn biệt thự. Những tên canh gác tới ngăn cản đều bị năng lực biến hình tiêu diệt. Sven lúc này ra ngoài đi dạo. Anh bất ngờ gặp Eve ở công viên cùng lũ bồ câu. Sven giòn rén tới tiếp cận Eve. Cô bé không nhớ đã từng gặp Sven và hỏi anh là ai. Eve nói với Sven mình chỉ là ác quỷ và không có ai muốn lại gần. Ở biệt thự thì thuộc hạ của Ruthman đang rất lo lắng. Tên này nói trên tay của Eve có máy phát tín hiệu. Sven có ý định muốn bắt Eve đi nhưng lại thôi. Anh tới quầy bán kem và mua một que kem ốc quế cho cô bé. Nhìn Eve ăn một cách rất dễ thương. Sven không nghĩ rằng cô bé này lại là một vũ khí biến hình. Sven nói rằng sẽ cho Eve thấy nhiều thứ hay ho hơn nữa. Anh vào lấy ốc quế rồi ném ra sân cho lũ bồ câu ăn. Eve cũng bắt trước cách của Sven. Một con bồ câu tiến lại làm cô bé rất thích thú. Sven nói lần tới gặp nhau sẽ đưa Eve đi chơi nhiều hơn hai người ngoắc tay nhau thành một lời hứa. Sven trở lại quầy bán kem để mua thêm gì đó cho Eve. Lúc này thuộc hạ của Ruth tới nơi và đưa cô bé về. Sven chỉ biết bất lực chạy theo mà không thể làm gì. Trên suy nghĩ về chuyện hôm qua ở biệt thự, Chris tới chỗ trên và nói rằng muốn giúp cậu một tay. Chris thấy lạ vì trên chưa từng thất bại bao giờ. Anh ta giải thích cho trên năng lực biến hình của Eve để giúp cậu có thêm thông tin. Sven nói với Linh rằng sẽ tới biệt thự của Ruthman. Lần này anh sẽ tìm mọi cách để mang cô bé về. Chris cho rằng khả năng biến hình của Eve chưa hoàn thiện. Jen nói với Chris lần này cậu sẽ dứt điểm được mục tiêu của mình. Thái độ dứt khoát của Jen làm Chris bị mê hoặc tới phát cuồng. Phía bên này Linh không thể ngăn cản được Sven vì anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với cô bé. Rodman muốn đẩy nhanh tốc độ huấn luyện cho Eve để cô bé có thể đối đầu với Kronos tổ chức của trên. Linh đứng ở vị trí cao và quan sát khu biệt thự. Cô báo với Sven có khoảng 10 tên bảo vệ cổng chính. Sven ném ra nhiều quả bom chứa mùi hương đặc biệt nó gọi lũ mèo xung quanh kéo tới rất đông. Vệ sĩ canh gác vừa mở cửa ra thì thấy lũ mèo trước cổng, Lin và Sven tràn vào cùng lũ mèo và tấn công những tên này. Cả hai chạy một mạch vào trong cũng là lúc trên xuất hiện, cậu xử lý rất nhanh những tên còn lại rồi tiến vào cổng chính. Sven và Lin chia nhau một người sẽ đuổi theo trên, một người sẽ tìm chỗ của Eve. Trên lên tầng và bắn dụng từng chiếc camera của biệt thự, những tên thuộc hạ của Rothman không phải đối thủ của trên. Trước tốc độ kinh hoàng của mèo đen thì Sven chỉ biết bất lực, Phiên hạ gục từng đối thủ phá hết các camera rồi lục từng căn phòng để tìm kiếm Eve. Vậy mà Sven vẫn không thể theo kịp. Nghĩ tới cảnh trên sắp sát hại Eve làm Sven phải sử dụng con mắt tiên tri của mình. Ruthman tới thông báo cho Eve rằng con mồi của cô bé đã tới căn biệt thự. Cô bé không tuân lệnh thì bị tên này đánh đập. Hắn lo lắng vì giờ đây Eve đã biết tự chủ suy nghĩ. Một tên tới báo Ruthman rằng trên sắp tới đây. Trên thì đang tiến tới phòng của Eve với tốc độ rất nhanh. Ruthman lo lắng sai thuộc hạ kích hoạt sức mạnh của cô bé. Từng chiếc camera còn lại bị phá hỏng, Eve tưởng trên đã tới nơi nhưng may mắn là Sven lại tìm được tới phòng của cô bé trước. Linh thì lạc vào một phòng nghiên cứu vũ khí sinh học của Ruthman. Sven kiệt sức sau khi dùng con mắt tiên tri, anh lại gần chỗ Eve và đưa cho cô bé viên kẹo cao su, anh nói mình vẫn giữ lời hứa sẽ đưa cô bé ra ngoài. Eve cầm cái khăn của Sven và lau mồ hôi cho anh. Trên đứng ngay sau cửa sổ và Eve cũng nhận ra điều đó. Trên phá cửa lao vào bên trong, cô bé cũng biến hình một phần cơ thể và sẵn sàng chiến đấu. Lời nói của Ruth Mann qua tai nghe làm Eve lung lay. Sven khuyên cô bé bình tĩnh thu hồi lại năng lực biến hình. Trên nói vì nguy hiểm nên vẫn phải tiêu diệt Eve. Sven liền tặng cậu một đấm và dẫn cô bé đi thì Ruth Mann xuất hiện làm cô bé sợ hãi. Hắn sai người khống chế Eve. Tên này lấy một cái thẻ từ ra và kích hoạt năng lực biến hình làm cô bé mất kiểm soát. Eve lúc này điên cuồng tấn công trên với năng lực biến hình của mình. Ruth Mann nói với Sven rằng sẽ biến Eve thành quái vật biết nghe lời và sai thuộc hạ kết liễu Sven. Tình thế đang căng thẳng thì Lin đột nhập từ dưới lên, cô vô tình đánh lạc hướng những tên vệ sĩ làm Sven lấy lại được vali của mình. Sven dùng vali hạ hết lính canh rồi cả hai chạy xuống tầng dưới. Khi mở cửa ra ngoài thì thấy Eva đang trong trạng thái biến hình hoàn chỉnh, trên thì chỉ né tránh đòn tấn công của cô bé. Sven liều mình vào ngăn cản Eva, anh cố gắng tiếp cận cô bé và lấy ra chiếc thẻ từ. Sven bị đâm giữa bụng cũng là lúc cô bé thức tỉnh. Anh nở một nụ cười khiến Eva rơi nước mắt. Thuộc hạ của Rubman nói phòng nghiên cứu của hắn đã bị cháy. Ba người nói với nhau có lẽ trên đã làm điều đó, cậu xuất hiện từ đằng sau và tiếp tục chĩa súng vào cô bé. Nhưng khi nhớ đến Saya thì trên đã dừng lại và bỏ đi. Cậu trở về chỗ Saya, cô gái hỏi trên đã xảy ra chuyện gì thì cậu chỉ nở một nụ cười. Tạm biệt Saya thì trên lại nhận thêm nhiệm vụ mới của tổ chức, nhưng lần này cậu tha mạng cho mục tiêu của mình và bảo hắn hãy trốn đi trước khi trời sáng. Tổ chức Kronos nghi ngờ Ruthman vẫn sống vì không tìm thấy xác. Sven lúc này đang bị thương nặng, Bà lão của hội thợ săn nói Sven nên tính xem sẽ chăm sóc Eve như thế nào. Sven nói với Linh rằng anh sẽ bảo vệ Eve trước những tổ chức muốn lấy mạng cô bé, vì một quý ông không thể bỏ rơi một cô bé được. Sven cũng nhờ Linh chăm sóc cho mình thì cô ấy tưởng Sven có ý định tán tỉnh cô. Eve hỏi có phải hai người là vợ chồng, vì trong cuốn sách nói những cặp cãi nhau thì sẽ rất thân thiết. Bà lão tới thông báo với Sven rằng Kronos đang truy tìm Eve. Sven muốn đi khỏi đây để không bị liên lụy tới bà lão. Bà ấy nói Sven cứ ở lại đây và sẽ thông tin lại cho anh những gì biết được. Trên thì đang tự kỳ trên mái nhà. Saya tới gần để bắt chuyện với Trên vì thấy cậu có vẻ hơi buồn chán. Trên hỏi Saya tại sao lại trở thành thợ săn tiền thưởng. Cô ấy nói đơn giản vì điều đó đúng đắn. Trên không nói gì lặng lặng bỏ đi. Một người trong Kronos đến báo với Trên là tổ chức đang muốn triệu tập cậu. Những kẻ đứng đầu tổ chức trách móc Trên vì cậu không thể tiêu diệt được mục tiêu của mình. Để đáp lại những lời lẽ đó, trên nói giờ đây mình sẽ hành động theo ý muốn của mình và những gì cậu cho là đúng. Trên nói rằng bây giờ cậu đã tự do, Sephiria cô gái số một của tổ chức nhắc cậu nên suy nghĩ lại, nếu không hai người sẽ phải thanh trừng lẫn nhau. Tổ chức ra lệnh cho Sephiria trừ khử Trên, Grid nói với cô rằng cứ để việc này lại cho mình. Với tư cách là cộng sự của Trên, hắn ta hứa sẽ thuyết phục Trên trở lại với tổ chức. Sephiria thấy Grid rất đáng nghi nên sai Ben, một thành viên của tổ chức theo sát tên này. Trên đang trên đường về thì gặp Grid hắn nói nếu trên không quay lại thì sẽ dùng vũ lực để đưa cậu về vũ khí của chris là một thanh kiếm hàm cá mập hắn lao vào trên thì cậu cũng dùng súng của mình để đấu với hắn chris nói từ lâu mình đã muốn đấu với trên ban đầu hắn tỏ ra có phần áp đảo và làm trên rơi vào thế khó nhưng sau đó thì không chịu nổi nhiệt và bị trên đánh bại chris đã rơi nước mắt và nói rằng chỉ có trên mới là người làm hắn thỏa mãn và cầu xin trên hãy về bên cạnh mình trên bỏ đi và nói với chris đừng tìm mình nữa những kẻ trong tổ chức tới và có lời lẽ không hay với trên Chris thấy chúng dỉ nhục trên thì tức giận và đồ sát cả ba tên này. Tổ chức Kronos được thông báo rằng Chris cũng đã phản bội, ba người được điều tới đều bị hắn sát hại. Trên về tới nhà và gặp lại Saya, cậu đưa cho Saya khẩu súng Hades của mình và nhờ cô giữ hộ. Saya trêu chọc trên rằng giờ cậu đã thay đổi rất nhiều không còn lạnh lùng như trước. Phải thấy cảnh Saya cùng trên thân thiết làm Chris tức giận, hắn nghĩ rằng cô ấy là lý do khiến trên thay đổi. Sephiria báo cáo lại với hội đồng cả Chris lẫn trên đều phản bội. Họ nói với Sephiria cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Cô thắc mắc không hiểu sao trên lại thay đổi, vì cô là người mang trên tới Kronos và trao cho cậu khẩu súng Hades. Chris lúc này lại tìm tới trên, cậu nói với hắn rằng đã từ bỏ khẩu súng của mình. Chris nói rằng giờ đây tổ chức Kronos đã rất mạnh, những kẻ dính tới nó đều không có tự do. Hắn nói rằng đã tự mình tạo ra một tổ chức mới mạnh hơn cả Kronos và muốn trên gia nhập. Điều đó sẽ giúp trên tự do làm những gì mình muốn. Tất cả những lời nói của Chris với trên đều được Sephiria nghe thấy. Chris đã rủ trên cùng phối hợp để hạ Sephiria. Cô hỏi lại trên thực sự muốn rời Kronos thì trên nói mình muốn sống tự do nên sẽ rời khỏi tổ chức. Những kẻ rời khỏi Kronos sẽ bị thanh trừng. Sephiria cầm kiếm và lao vào trên. Sephiria tấn công trên liên tục nhưng cậu đã từ bỏ khẩu súng của mình nên chỉ biết né tránh. Chris đã thấy khó hiểu và muốn giúp trên một tay. Hai người đi cùng Sephiria xuất hiện và nói sẽ xử lý hắn. Sephiria lúc này nhận ra rằng trên không mang theo súng. Cậu nói với Sephiria đừng làm phiền mình nữa. Cô ấy tiếp tục lao vào tấn công trên nhưng thấy buồn vì trên của quá khứ không còn nữa. Phía bên này thì hai người kia không thể làm gì Chris. Một người tấn công bất ngờ nhưng bị hụt và ăn chọn một kiếm của hắn. Tưởng Chris là một tên cùi bắp nhưng giờ hắn đã cân cả hai. Còn trên thì muốn Sephiria bỏ cuộc. Cậu nói rằng Kronos không đáng để cô phải hy sinh. Cô nên lựa chọn cuộc sống tự do cho mình. Sephiria tin rằng tổ chức sẽ giữ hòa bình cho thế giới và luôn chiến đấu vì nó. Cô tiếp tục tấn công trên và muốn cậu trở về. Grid thì khuyên kẻ còn lại nên bỏ chạy để giữ mạng sống. Hắn vẫn lao tới thì Grid biến thanh kiếm mình dài ra và đâm gục hắn tại chỗ. Grid nói Kronos giờ đã hết thời và trên sẽ rời tổ chức để trở thành cộng sự của mình. Phía bên này thì Sephiria đang đuổi theo trên thì có kẻ khác tấn công. Hắn giới thiệu mình là kẻ sử dụng lời nguyền và muốn trên phải đi theo hắn. Kẻ này dùng những lá bùa triệu hồi những con côn trùng để khống chế Sephiria vào trên. Cả hai cửa quậy không thể thoát ra. Tiếng hát của Saya ở gần đó làm lũ côn trùng mất tập trung nên trên và Sephiria thoát ra được. Trên lúc này nghe theo tiếng hát và cố gắng chạy tới chỗ của Saya. Những thành viên của Chronos không tin rằng Chris lại thu nạp được những kẻ mạnh tới vậy. Phiên gặp Saya trong một con ngõ nhỏ, cô gái nói trông trên thật thảm hại và gạ trên thi xem ai chạy nhanh hơn. Saya vừa vượt lên trước thì trên cũng không kém cạnh chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của saia làm trên hạnh phúc cả hai chạy thẳng một mạch về nhà của Trên. hai người đều uống sữa sau khi chạy một quãng đường rất dài họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau cô gái rủ trên ngày mai đi chơi lễ hội ở bến cảng sau đó hai người sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa vì đã thua cuộc thi chạy nên saia muốn trên đãi mình một ly nước chanh cô gái mừng rỡ vì trên đã đồng ý saia sau đó trả lại súng cho trên để nhắc cậu tự bảo vệ mình saia sau đó tạm biệt trên để ra về phía bên ngoài thì chris cùng đồng bọn đang theo dõi hắn thề sẽ lấy mạng Saya để giải thoát cho trên. Eve lúc này vẫn đang ở cùng Sven. Cô bé nói muốn Sven đưa đi xem pháo hoa ở bến cảng. Linh báo rằng người của Kronos đã tìm tới nơi khiến cả hai phải tìm đường chạy trốn. Trên lúc này nhận được một bức thư của Chris, cậu vội vàng chạy tới chỗ của Saya. Cô gái lúc này vẫn đang ở lễ hội vui chơi với bọn trẻ. Cô đang tìm chỗ để cả hai cùng ngắm pháo hoa mà không biết rằng nguy hiểm đang tới cận kề. Chris lúc này đã tìm tới Saya. Cô gái thì không phải là đối thủ của hắn. Chris lúc này định quay sang để làm hại lũ trẻ. Saya cố với lấy cây súng và bắn vào chân Chris rồi kêu bọn trẻ chạy trốn. Phát bắn của Saya rất chính xác nhưng không làm Chris bị thương. Hắn lạnh lùng đi tới kết liễu cô gái. Khi trên tới nơi thì tất cả lúc này đã quá muộn màng. Cậu điên lên tặng cho Chris một đấm vào mặt. Trên tới bên Saya và nói lũ trẻ vẫn an toàn. Cô gái nói mình sắp không qua khỏi. Cô động viên trên hãy tiếp tục cố gắng và không được bỏ cuộc. Saya nói lời vĩnh biệt phiên rồi ra đi. Chris nói với trên ả phù thủy đó đã khiến cậu lầm đường lạc lối. Trên tức giận và bắt Chris phải trả giá cho chuyện này. Sven giữ đúng lời hứa với Eve và đưa cô bé đi xem pháo hoa ở bến cảng. Nhưng dưới đêm pháo hoa rực rỡ đó, trên điên cuồng lao vào để lấy mạng Chris. Hắn ta liên tục nói trên đã bị Saia mê hoặc và cậu phải cảm ơn hắn vì đã giúp cậu giải thoát. Phía bên này thì Eve đang cùng Sven ngắm pháo hoa rất vui vẻ. Cô bé thay đổi sắc mặt rồi nói với Sven rằng mình ngửi thấy mùi máu. Cô bé liền chỉ đường để dẫn Sven đi. Sáng hôm sau, trên tỉnh lại ở phòng của Sven thì thấy Eve ở bên cạnh. Cô bé chạy ra ngoài gọi cho Sven, anh xuất hiện và kể lại cho trên mọi chuyện. Eve đã dẫn Sven tới chỗ của trên thì thấy cậu bị ngất cùng một đứa bé, sau đó thì đưa cậu về đây. Trên hỏi về Saya thì Sven nói lúc đó con tàu bị cháy nên không tìm thấy cô gái, lũ trẻ được trên cứu thì vẫn an toàn. Sven nấu bữa sáng và mời trên ăn, cậu hỏi súng của mình ở đâu. Sven nói Eve trả lại súng cho trên, cô bé chỉ trả lại cậu con mèo bông của Saya chứ không phải là súng. Sven sau đó nói với Eve hãy tin tưởng và trả lại súng cho trên, vì khi đó cậu đã không ra tay với cô bé. Sven thắc mắc tại sao Eve đọc rất nhiều sách, cô bé nói sách sẽ giúp mình biết thế giới bên ngoài nhiều hơn. Cô bé kể về một cuốn sách nói những con mèo hư thì phải đeo chung vào cổ. Đây là Genos, một thành viên của Kronos. Anh ta đang tìm kiếm thông tin của Eve. Sven trở lại quán rượu của bà lão để hóng thêm thông tin. Bà ấy nói rằng đêm đó tàu chở dầu bị một kẻ lạ mặt kích nổ, còn những đứa trẻ thì không nhớ điều gì. Eve thì đang làm chuông cho mèo đen. Genos được tổ chức điều đi tìm kiếm thông tin về cô bé. Hắn đang trên đường tới chỗ của Sven. Trên đang xem hoạt hình ở TV thì Eve tới gần. Cô bé đem quả chuông tới và nói phải đeo chuông cho những chú mèo hư. Eve trèo lên giường rồi ép trên phải đeo nó. Cậu lấy cái chuông vứt qua cửa sổ rồi nói cô bé cũng từng cố giết cậu. Cô bé buồn bã và đi ra ngoài. Sven về không thấy Eve đâu thì vội vã đi tìm. Cô bé đi bộ qua khu rừng thì gặp Genos và đồng bọn của hắn. Genos lại gần chỗ của Eve khiến cô bé sợ hãi. Hắn hôn lên tay của Eve như một quý cô, rồi nói rằng cô bé phải đi theo chúng. Bị Genos ép buộc khiến sức mạnh của Eve thức tỉnh. Tay cô bé biến thành một thanh kiếm. Cô bé tấn công hai kẻ đang muốn bắt cóc mình. Genos dùng vũ khí của hắn và thành công trói được cô bé lại. Những sợi dây làm bằng chất liệu đặc biệt và không thể bị cắt đứt một phát đạn thẳng vào cành cây và giúp Eve thoát ra. Trên đã xuất hiện cùng cái chuông của Eve được đeo trên cổ. Xenos giới thiệu với trên mình là thành viên số 7 của Kronos và vũ khí của hắn là những sợi dây sắc lẹp. Trên nói mình không còn là người của Kronos và cô bé cũng không phải là vũ khí. Cậu bắn một phát đạn để giải thoát cho Eve. Đạn của trên thì bị dây của hắn cắt đứt. Cậu tiến lại hạ gục tên cùi bắp kia rồi bắn ba phát đạn về hướng Genos. Hắn dùng dây để cắt đạn của trên nhưng không thể cắt được súng của cậu vì cả hai đều làm bằng cùng một chất liệu yves cho genos một búa vào mặt rồi cả hai cùng trở về genos cùng đồng bọn quay về mà không thu được gì ba người cùng nhau rời khỏi khu rừng tổ chức Kronos muốn sephiria điều tra về sức mạnh của chris và đồng bọn của hắn những kẻ sử dụng lời nguyền gác lại hận thù với chris sang một bên trên bỏ đi tính cách lạnh lùng và thay vào đó là gương mặt tấu hề cậu sẽ sống thật tự do giống như Saya trước đây và sẽ làm công việc của một thợ săn tiền thưởng cùng với sven và yves đây là mục tiêu mới của ba người để có thể lĩnh tiền kiếm miếng ăn qua ngày. Hắn là chủ của một vườn hoa nhưng lại là một kẻ sát nhân. Linh vẫn đang tiếp tục nghề đạo trích của mình. Cô chuốc say một tên đại gia sau đó lẻn vào phòng của hắn để trộm đồ. Khi tên này phát hiện ra thì cô đánh ngất hắn rồi trốn đi. Linh tìm lối thoát để chạy ra ngoài thì bất ngờ gặp phải Genos. Hắn biết được danh tính thật của Linh và mời cô ly rượu. Genos để lộ hình xăm số 7 trên ngực để nhắc Linh rằng mình là người của Kronos. Hắn là người thay thế vị trí của trên trong tổ chức. Genos nói rằng Kronos hiện đang bị một tổ chức đối đầu. Chúng là những kẻ sử dụng đạo và lời nguyền làm sức mạnh. Genos muốn nhờ kỹ năng đạo trích của Lin để giúp hắn điều tra thông tin về những tên này. Lin từ chối vì việc này không liên quan tới mình, nhưng Genos hứa trả cô 10 triệu đồng vàng sau khi nhiệm vụ kết thúc. Số tiền quá lớn làm Lin lập tức nhận kèo. Cô lên đường giúp Genos tìm kiếm thông tin cho hắn. Mục tiêu của nhóm trên có vẻ không phải người xấu. Những tên thuộc hạ của Chris tới tìm hắn. Chúng đưa cho tên này một lọ thuốc có thể kích hoạt sức mạnh của đạo rồi nói rằng hắn đang thuộc đối tượng truy nã của hội thợ săn. Nhóm của chuyên dừng lại ở một quán xa ven đường, cậu nói trong tên truy nã này chẳng có vẻ gì là kẻ xấu cả. Tại đây thì họ gặp lại Lin, cô ngạc nhiên vì đội giờ có thêm cả mèo đen rồi nói cho Sven biết Kronos đang săn lùng những kẻ dùng đạo. Cô gái phục vụ ở quán nhận ra kẻ trong tờ truy nã và nói rằng hắn ta đang ở một vườn hoa rất gần đây. Eve lập tức biến mất cùng tờ truy nã, cô bé một mình đi tới vườn hoa của tên này. Hắn nói với Eve chỗ này chuẩn bị đóng cửa, một cô bé dễ thương đi lại vào giờ này rất nguy hiểm. Trên cùng Sven thì ba chân bốn cẳng đuổi theo Eve. Cô bé đưa tờ truy nã cho hắn xem và nói mình là một thợ săn. Hắn nói mình chẳng làm gì sai. Những kẻ dẫm đạp lên hoa của hắn thì phải chết. Eve lùi lại và đạp lên những bông hoa làm tên này tức giận. Hắn lấy lọ thuốc khi nãy ra rồi núp hết. Cơ thể của tên này bị biến đổi. Hắn triệu hồi ra những rễ cây dưới đất để tấn công cô bé. Eve cũng dùng năng lực biến hình của mình để chiến đấu. Nhưng sức mạnh của tên này thì không dễ chơi hắn triệu hồi thêm một cây hoa ăn thịt để dứt điểm cô bé trên xuất hiện và cho hắn một phát súng vào vai cơ thể của hắn tiếp tục biến đổi và lần này thì cả trên cũng gặp khó khăn sven cùng ly lúc này cũng tới nơi và khiến hắn mất tập trung trên dùng súng bắn thẳng vào sợi dây chuyền của hắn viên đạn trúng vào vai làm mấy cái rễ cây yếu đi viên đạn không làm hắn di nhê nhưng lúc này sức mạnh của lọ thuốc trong người hắn đã quá tải cơ thể hắn tự hủy và biến thành một cái cây Linh nhìn thấy lọ thuốc của những kẻ dùng đạo ở dưới đất. Những kẻ khác có được lọ thuốc này thì tiếp tục gây tội ác. Hắn tên là Gianza và nạn nhân của hắn đều là phụ nữ. Hắn dễ dàng đánh bại những đặc vụ truy bắt hắn và tìm tung tích của Sven. Gianza cũng là mục tiêu tiếp theo của nhóm. Tên này từng bị Sven bắt được khi anh là một đặc vụ. Lin đưa ra lọ thuốc sức mạnh của đạo và nói Gianza cũng sẽ có một lọ tương tự. Cô nhờ ba người tìm lọ thuốc từ hắn và hứa sẽ trả tiền cho họ. Ba người vào trong thành phố còn trên thì tìm chỗ mua sữa. Cậu giải cứu cho một cô gái bị những tên côn đồ vây quanh cô gái lập tức bị trên cua đổ định để cậu ra cưỡng hôn thì trên lấy con mèo làm lá chắn cô giới thiệu mình tên là kyoko và hẹn gặp lại trên nếu có duyên tên này là chadon và là đồng bọn của kyoko sức mạnh của cô là tạo ra lửa để chiến đấu cả hai đang tìm tới chỗ của gienza để giao việc cho hắn những tên tội phạm đường phố chặn cả hai lại để đòi lọ thuốc sức mạnh của đạo chadon lấy ra một lọ cho một tên xài thử hắn chơi một hơi hết cả lọ thì chả thấy sức mạnh đâu một lúc sau thì bị sốc thuốc chết Hai tên còn lại định trả thù cho đồng đội thì bị Kyoko cùng Chadon xử lý tại chỗ. Cả hai tiếp tục đi tìm Gian ra. Eve cùng Sven cũng đang tìm cách để tóm được hắn. Sven bày với hai người cách giả gái để dụ hắn ra, anh chấp nhận làm mồi nhử để Eve không gặp nguy hiểm. Một kẻ ở trong bóng tối bám theo Sven nhưng không phải Gian ra mà chỉ là một tên biến thái. Trên lúc này đã nhìn thấy Gian ra và tiến thẳng tới chỗ hắn. Tên này đang đứng trước mặt Kyoko, cô nói hắn là kẻ phản bội khi lấy được sức mạnh thì lại không nghe lệnh của tổ chức. Gian gia định làm thịt Kyoko như cách hắn làm với phụ nữ khác thì trên xuất hiện. Thấy hoàng tử của mình tới cứu thì Kyoko liền đóng vai nạn nhân. Hắn liền độn thổ xuống đất đợi khi Eve tới nơi thì bất ngờ lao lên tấn công. Cô bé dùng năng lực biến hình cho tên này một đấm làm hắn bất tỉnh. Kyoko lao tới cưỡng hôn trên thì con mèo lại xuất hiện đúng lúc. Sven tới nơi thì tiệc đã tàn. Gian gia khi nghe thấy tiếng của Sven thì thức tỉnh khi gặp lại kẻ thù cũ. Hắn cho Sven một đấm rất thốn. Đạn của trên thì không tác dụng. Sven bàn với trên sẽ sử dụng con mắt tiên tri, còn trên sẽ dùng đạn nổ để bắn vào đầu gối điểm yếu của hắn. Sven thấy hắn sẽ trồi lên ở sau lưng, trên thì bắn viên đạn nổ thẳng vào chỗ mà Sven chỉ điểm. Anh kiệt sức sau khi dùng con mắt, Chaden tới nơi để xử lý Gianza. Hắn cầu xin Chaden cứu mạng nhưng lúc này sức mạnh của hắn đã quá tải. Chaden gửi lời chào tới trên, hắn giới thiệu mình và Kyoko thuộc tổ chức mới thành lập của Chris. Trên khi nghe thấy tên Chris thì mối thù lại trỗi dậy. Hắn nói Chris hẹn gặp cậu ở thành phố Sanles sau 3 ngày nữa và Chris sẽ mở hội để chào đón trên. Những thành viên của Kronos cũng đang có mặt ở Sanles, Sven và Eve cũng đã tới đây. Hai người lúc này lo lắng cho trên nhiều hơn. Sven sợ rằng khi trên và Chris gặp lại nhau thì sẽ có đổ máu. Kêu cô thấy khó hiểu khi tổ chức lại muốn có trên. Chaden giải thích rằng đó là người rất quan trọng đối với Chris. Chris lúc này đang tập trung thành viên của tổ chức lại. Chúng muốn tấn công hội nghị lãnh đạo quốc gia để lấy vị thế cho tổ chức tất cả những kẻ này đều đã sẵn sàng. Trực thăng của Genos phát hiện hai kẻ khả nghi và đến gần thì nhận ra Chris Hắn dùng kiếm và nhảy lên chém chiếc máy bay ra làm hai. Những kẻ trong tổ chức nhận ra ám hiệu thì cũng đồng loạt tấn công. Tên mập này tên là Maro. Hắn sở hữu năng lực có thể điều khiển được trọng lực xung quanh mình. Thằng nhóc này tên là Leon và có năng lực điều khiển không khí. Phóng viên nói rằng thành phố đang có bạo động thì Sven vội vã chạy đi tìm trên. Kyoko dùng lửa tấn công một xe quân đội. Jaden định kết liễu họ thì trên xuất hiện và chặn hắn lại. Cậu hỏi hắn Chris đang ở đâu. Cuộc họp lãnh đạo vẫn đang diễn ra thì một thành viên của Chris xuất hiện. Cô ta tên là Elena và tạo ra một cổng không gian để đưa Chris vào trong. Hắn giới thiệu với hội đồng quốc gia về tổ chức của mình. Chúng tập hợp những người tài giỏi và thiết lập lại trật tự của thế giới này. Kêu cô thấy trên đến thì vui mừng chạy tới nhưng trên lúc này thì không còn vui tính nữa. Jaden bảo trên hãy bình tĩnh sau đó Chris sẽ xuất hiện để tiếp đón cậu. Hắn gửi lại ký ức về đêm pháo hoa hôm đó khiến trên tức giận. Một đường kiếm từ bên trong tòa nhà phát ra và phá hủy con đường trước mặt. Trên không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn về phía xa thì đã nhận ra đó là Chris. Trên lao thẳng tới chỗ của Chris. Sven khi thấy Chris trên TV thì chạy ra ngoài tìm trên để ngăn cậu lại. Chris đã giới thiệu tổ chức xứ giả các vì sao và muốn trên gia nhập với mình. Trên không quan tâm và muốn hắn phải chết vì đã sát hại Saya. Đạn của trên thì đều bị hắn chém bay. Cậu lao vào tấn công Chris trông vô vọng vì sức mạnh của cả hai giờ đã chênh lệch. Sven tới với con mắt tiên tri, anh thấy viên sẽ chết nếu tiếp tục chiến đấu. Sven chạy tới và kêu trên hãy dừng lại. Cậu xài viên đạn có sát thương cao hơn để tấn công Chris nhưng không thể làm hắn bị thương. Chris nói đây là sức mạnh của đạo và trên sẽ có được nó nếu tham gia với hắn. Lúc này tên mập dùng điều khiển trọng lực và tên sử dụng lời nguyền đã khống chế trên lại. Kẻ dùng súng định kết liễu trên nhưng may mắn Sven chạy tới và đỡ cho cậu phát đạn. Chris định đồ sát tên này vì dám bắn trên. Hắn tỏ ra thất vọng khi thấy phiên của quá khứ không còn nữa. Chris trở về và nói sớm muộn sẽ khiến trên gia nhập với mình. Phiên muốn đuổi theo thì Sven ngăn cậu lại. Trên nói việc này không liên quan tới Sven thì anh cho trên một đấm để cậu tỉnh đòn. Lên tới chỗ của trên, cô nói Sven là một tên ngốc khi hy sinh mình vì một kẻ như cậu. Cô kể cho trên biết trước đây đồng đội của Sven đã hy sinh mạng sống để cứu anh. Con mắt tiên tri cũng là kỳ vật mà cậu ấy để lại cho Sven. Trên hiểu ra mọi chuyện, Cậu tới xin lỗi Sven rồi hai người trở lại làm lành với nhau. Trước cuộc tấn công của Chris và tổ chức sứ giả các vì sao, Kronos chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm được gì. Genos muốn Sephiria giao lại Chris cho mình. Cô dặn hắn phải hành động cẩn thận vì giờ đây tổ chức đã mất đi quá nhiều thành viên. Sven hiện vẫn đang bị thương. Mục tiêu của họ sắp tới chỉ có 80.000 vàng. Phải nuôi thêm cái bụng của trên thì không đủ tiền. Con bọ của Chris vẫn đang bám theo trên. Tên cầm súng Duham nghĩ trên không xứng đáng để Creed đâu phải bận tâm, nhưng Creed nói rằng so với trên thì Duham không cùng đẳng cấp. Hắn bực mình và muốn tìm trên để so tài. Genos tới tìm Lin và đưa tiền cho cô để chấm dứt hợp đồng vì sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng Lin nói khi đã nhận kèo thì sẽ làm việc đến cùng. Đội của Sven tới một thị trấn và nghe tin mục tiêu của mình đã bị kẻ khác tóm được. Eve muốn biết danh tính của hắn. Cô phục vụ nói hắn tự xưng là mèo đen và cũng là một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng thật ra hắn chỉ là một tên mập hám tiền cùng hình sam số 13 pha ke trên tay. Còn đây mới là mèo đen thật, Sven thì đang tính xem sẽ làm gì với tên giả mạo này. Eve ra ngoài để mua thêm thuốc cho Sven, cô bé đang ghé mấy shop thời trang thì nghe có vài tên nhắc tới mèo đen xuất hiện. Cô bé bám theo thì cũng gặp được tên mập có biệt danh mèo đen pha kè. Thấy Eve khá dễ thương nên hắn ra mời cô bé một bữa ăn, tên này giới thiệu mình là Utni. Duham lúc này thì đang tìm kiếm tung tích của mèo đen để chứng minh Chris đã sai khi nhận xét về mình. Khi còn đang bốc phép về trình độ và kỹ năng của mình thì Duham đã đứng sau lưng Utni từ lúc nào. Y nhanh tay kéo chân hắn để tránh cho tên này phải lên bàn thờ. Duham nhận ra cô bé cùng Sven là đồng đội của trên. ni tuy nhút nhát nhưng vẫn đứng ra để che chở cho cô bé. Trên thì đi xuống phố để tìm Y thì cũng gặp Duham ở đây. Hắn quay lại khi nghe thấy giọng của trên. Cậu liền nhận ra đây là tên trong nhóm Chris đã bắn Sven lần trước. Duham rút súng vào tấn công trên thì cậu cũng lôi hàng ra để đắc lại. Đạn của hắn thì không có tác dụng vì trên dùng chính súng của mình để đỡ chất liệu cây súng của trên còn cứng hơn cả kim cương làm đạn của hắn hoàn toàn vô tác dụng trên bước tới và kê súng vào mùng hắn cậu nói người mình muốn tìm là chris rồi cho tên này một cùi trỏ nằm đo đất sven thu nạp được một thằng đệ đi theo và họ dùng đu ham để tìm ra chỗ của chris Xenos cùng hai thành viên của Kronos đang tìm tới chỗ của Chris, nhưng người mà hắn đang đợi là trên chứ không phải ba tên này. Trong giấc mơ, trên gặp lại Sagia và cảnh Chris ra tay với người cậu yêu thương nhất, Dường như cậu không thể quên được mối hận này và Sven cũng nhận ra điều đó. Khi hai người thức dậy thì trên cũng đã đi mất. Eve đoán rằng trên đã lấy thông tin từ Duham và dùng mô tô của Udni để đi tới đó. Sven lúc này vội vàng phóng xe đuổi theo trên. Anh nhớ lại cú đấm hôm đó nhưng không đủ thông não được cậu ấy. Ba người của Kronos tới và gặp lại những thành viên của sứ giả các vì sao. Kronos thì muốn tìm Chris nên bảo các tên còn lại đầu hàng nếu muốn bảo toàn mạng sống. Cả hai bên cạc khịa nhau một hồi thì bắt đầu lao vào để có mát. Thằng nhóc Leon lao tới tấn công Venos nhưng bị hắn né được. Thằng sư mô còn đang vận công thì bị Nero cho một đấm dính vào tường. Lực của Kyoko thì quá bình thường, không làm gì được hai người kia. Leon có sức mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì bằng không. Genos dùng dây đu lên trần nhà rồi kêu hai đồng đội chạy trước. Hắn dùng dây kéo đổ chân nhà và cắt đi những cột trụ của tòa nhà, chôn vùi những kẻ ngáng đường rồi cùng đồng đội chạy thẳng vào trong. Ba người trong nhóm của Gen tới nơi, Eve thấy gì đó ở trong đống đổ nát còn Sven và Lin thì bị một kẻ phục kích. Nhóm ba người của Kronos thì đụng độ với những thành viên cấp cao hơn của Chris. Hắn cũng sẵn sàng chiến đấu khi nhận ra ngoài cửa sổ trên đã tới nơi. Trên lại lao vào để tìm cách lấy mạng Chris. Hắn thì tiếp tục dùng lời dụ dỗ trên về tổ chức của mình. Mọi đòn tấn công của trên đều bị Chris dễ dàng khắc chế. Hắn mong trên cố gắng bung hết sức mạnh để giết mình, để cậu có thể trở lại làm sát thủ như ngày trước. Eve cố gắng tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô bé tìm thấy thằng nhóc Leon. May mắn là nó chỉ bị thương chứ chưa liệu. Sven cùng Linh đã bị Chris tóm được. Thấy Chris vẫn còn chơi nhây, Elena cùng với cha muốn can thiệp vào và kết liễu trên thay cho hắn. Hai kẻ này làm Chris tức giận. Hắn nói những kẻ nào động vào trên sẽ không được tha thứ. Chris làm một đường kiếm và phá hủy ngôi nhà để chia rẽ tất cả những kẻ muốn tham gia. Sven cùng Linh nói hết lời để ngăn trên lại. Nhưng Chris đe dọa sẽ giết anh nếu còn nói tiếp. Hắn cầu xin trên hãy chiến đấu để trả thù. Vì đó mới là con người thật của cậu. Còn đang mải thông não trên thì ở dưới. Boluga đã dùng súng phóng lựu để phá hủy biệt thự. Cả Sven cùng Linh đều bị rơi xuống. Eve kịp thời xuất hiện và dùng năng lực biến hình để cứu hai người. Khi Eve còn đang vất vả để nâng cả ba lên thì thấy trên bất ngờ quay lại từ chỗ Grit. Hắn mất tập trung nên đã bị Nier tóm được. Boluga cầm súng phóng lựu nhắm vào cả hai rồi bóp cò. Khói bốc lên từ sân thượng. Leon được Eve cứu nên vẫn an toàn. Phần một của bộ anime tới đây là hết. Grit và đồng bọn còn sống hay đã chết? Mời các bạn theo dõi phần 2 nhé nếu thấy video của mình hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa xin tạm biệt và hẹn gặp lại